toàn thể quý vị. Một mùa sao sáng, đêm Noel Chúa sinh ra đời. Một tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã được người ca sĩ thể hiện bằng một chất giọng tuyệt vời, thánh thót vang lên trong băng nhựa Sơn Ca số 3 của thập niên 70. Đã trở thành một tuyệt phẩm bất tử đi vào lòng người, không kể hương giáo mỗi dịp Giáng sinh về trong suốt nửa thế kỷ qua. Và trở thành một giọng ca không thể thay thế. Có lẽ nhận chân được sự yêu mến của khán giả qua tuyệt phẩm còn mãi với thời gian này, nên vào ngày 26 tháng 11 năm 2016 vừa qua, với live show 50 năm ca hát của mình với chủ đề Mùa sao sáng vẫn được chọn lựa. Và hôm nay, giáo sư Bắc Hải chúng ta vinh dự lần đầu tiên được nhìn thấy ngôi sao sáng đó tại sân khấu giáo sư Bắc Hải của chúng ta. Xin quý cha và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn. Chúng ta cùng chào đón nữ danh ca được mệnh danh là nữ hoàng sầu muộn. Xin giới thiệu nữ danh ca. Giao Linh xin được kính chào quý cha cùng quý khán giả thân mến. Giao Linh rất là hân hạnh hôm nay được về giáo xứ Bắc Hải để gặp gỡ tất cả những khán giả. Và Giao Linh cũng xin được cảm ơn cha xứ, cảm ơn cha Sang đã tạo điều kiện cho Giao Linh hôm nay được về đây hát và gặp gỡ quý khán giả. Và Giao Linh đã đồng hành cùng cha Sang trong suốt 10 năm qua. Thì những nơi nào có tiếng hát về người nghèo, nơi đó đều có mặt của Giao Linh. Và hôm nay là ngày lễ bổn mạng của giáo xứ, Giao Linh xin được hát một nhạc phẩm để nói lên tất cả những tình thương, kính mến gửi đến mẹ. Và nhạc phẩm sau đây là Lời mẹ nhắn nhủ của nhạc sĩ Huyền Linh. Giao Linh mời quý vị cùng nghe, cùng thưởng thức. Xin cảm ơn. Năm xưa trên cây làng Fatima
thần hồn.